Như vậy đã đuôi mất con bì số Thế là 2 rồi. ổn. Nhưng quan trọng nhất là phải nhảy thành công cơ. Với góc cam trần này thông thường chúng ta nhìn thấy cơ thủ vào bi rất là méo. Vâng, như vậy trượt mất rồi. Vào bị dày. Vâng, con này đã giơ tay xin lỗi rồi. Như vậy là một cú đánh may mắn của Cô Pi Chung. Một cú đánh may mắn của Cô Pi Chung các bạn ạ. Rất là đau đầu dành cho Doan Chua. Rồi, bây giờ phải xem là Doan Chua sẽ xử lý thế nào. Như vậy có vẻ sẽ là A1 băng. Thẳng vào đầu 2 luôn. Hay quá anh ơi. Nhìn kìa. Quá đẳng cấp. Thực sự là quá là đẳng cấp cho cái cú A băng vừa rồi của Doan Chua. Vâng, cú A băng đến tận nơi luôn. Đâu Rồi, rồi? và đến với ván thi đấu số 5. Đây rồi, có bi và 7 vào lỗ giữa rồi. Ô, con bi cái, con bi cái. Ok, vậy là con bi cái vẫn còn sống lại sau cú va chạm với con bi số 5. Tốt. Trời ơi, một cú cu lê kìa. Ok luôn. Mình đoán đây là tổng thống của Maldives anh em ạ. Có lẽ là như vậy. Chắc chỉ có tổng thống đến hoặc là đại tướng gì đó thì mới có thể làm cho cái trận đấu chúng ta gián đoạn đến như mức như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ trận đấu đã quay trở lại rồi. Rồi, thế này là ấy rồi. Một cú đẩy cú lê một băng và sau đấy ăn 10 vào lỗ góc là xong. Chính xác rồi, sẽ là một cú đẩy cú lê một băng. Ừ, cơ thủ Lưu Đức Thiện cũng sẽ được khá khá tiền đấy các bạn. Cái giải thưởng mình quên mất rồi, mình chỉ nhớ có mỗi giải nhất là 30.000 đô thôi. Vâng, và 32 rồi. Chơi bóng này thì nếu anh nó sẽ có 8 tia chết nha anh em nhé. 8 tia chết bi, chỉ có con bi số 1 với con bi số 10 là không có tia chết theo như là trong lý thuyết thôi. Còn lại 8 con bi còn lại đều có tia chết cả. Rồi, đánh con bi số 1 rất chính xác và điều ra con bi số 2 cũng rất là khéo đến từ Doan Chua. Không biết là Doan Chua định làm ra ba thế nào là ok như vậy, một cú đẩy cú lê thoát tay. Ok, như vậy là Doan Chua của chúng ta rất tự tin với cái việc đánh con bi đường xa. Rất tự tin với cái việc đưa bi vào lỗ của mình. Thế cho nên anh mới có một cái đường điều như thế này. Rồi, đã căn vào kia rồi. Như vậy sẽ là một cú đánh áp phê ăn con bi số 3 vào lỗ góc và sau đó con bi cái sẽ cuộn cái áp phê đi quá cái lỗ giữa kia để soi được con 5 vào lỗ giữa còn lại. Chúng ta cùng xem là Doan Chua thực hiện chính xác đến mức như thế nào. Rồi. Thế này là toi rồi. Doan Chua thì có hình xăm con cá ở tay từ khá lâu rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là cái từ koi trong biệt danh Bét Koi của Doan Chua nó chính là nói về con cá đấy ạ. Có hiểu biết gì về cá thì có thể cho mình biết được không? Doan Chua thì tất cả mọi cái liên quan đến anh đều có hình con cá. Trên bao gậy của Doan Chua cũng có một cái con cá được khắc bằng da rất là đẹp. Ngày trước thì mình có chụp ảnh lại. Cái đợt mà SEA Games Doan Chua sang bên Việt Nam thì mình có chụp ảnh lại. Trên tay của anh thì có một hình xăm con cá. Còn biệt danh của anh thì là Bét Koi. Quá là tốt và sẽ là 4-2. Quá tiếc con Chua. Đánh sai đến lầm đến như vậy thì chắc là phải chấp nhận thôi. Rồi, điều con bi 7 hơi bị mỏng một tí nhưng mà không sao. Một cú đánh 2 đến 3 bằng qua mặt con bi số 10. Và không biết là bây giờ định rút một băng ra luôn
Định thấp đầu gậy một băng luôn. Vâng, như vậy đã thấp đầu gậy rồi. But made it. Good recovery shot. Yeah, very nice hit. You heard the way he sliced the cue ball, how low he hit it. Got a lot of action. Thời gian tới thì có lẽ chúng ta sẽ thấy nhiều hơn những gương mặt Việt Nam ở trên những cái giải đấu quốc tế. Bây giờ thì chúng ta đã có những cái nhà đầu tư rồi. Chưa cần biết là đem lại gì cả, nhưng mà mang các vận động viên chúng ta ra nước ngoài đã trước đã. Cọ sát. Vừa rồi trong cái giải đấu này thì ít nhất chúng ta đã có một cái thành quả nho nhỏ với việc Lương Đức Thiện vào đến bán kết của một giải đấu. Tại sao nhưng tại sao tôi lại bảo đó một thành công nho nhỏ, bởi vì giải đấu này quy mô nó tương đối là bé. Rồi, con bi này quan trọng này, nghĩ hơi lâu một tí. Vâng, như vậy là vẫn không ra được. Như vậy là vẫn không ra được. Nhưng mà quyết định là chỉ lỗ con bi số 6 rồi. Cùng xem là thế nào đây. Chắc là ghép thì vẫn ăn thôi. Vâng, vẫn là chết. Nó chỉ không giữa lỗ thôi. Juan Chua dùng cái gậy giống hãng của Shane Van Morning thôi. Nhưng mà khác cái mẫu mã. Rồi, một cú chém ngược con bi số 4. Ui, quen xem những cái giải đấu của Matchroom quá rồi. Người ta hay dùng bộ Aramid Black, cứ hay nhầm con bi số 5 là con bi tí, là con bi màu tím cơ. Quên mất đây là bộ bóng của nhãn hàng Predator. Tốt. Có bị ra đuôi 67 không? Rồi, đã dừng lại lực rồi. Ok, như vậy điều con 7 vào lỗ góc thật. Rồi, mấy con này trông như thế nhá các bạn nhá. Nhưng mà thông thường thì anh em thường bắn đứng cái là xong. Không biết là Doan Chua đánh 7 lỗ giữa hay là 7 lỗ góc thôi. Chắc là 7 lỗ góc thôi, làm gì có chuyện 7 lỗ giữa được. Ok, như vậy là được, còn đôn lên được một tí, rất tốt. Rồi bây giờ có một băng xả ra rồi ăn 9 cùng lỗ và sau đó ăn 10 lỗ giữa là xong. Ok, 4-6, khoảng cách vẫn là 2 điểm. Very interesting moments here. We'll be celebrating it like a tournament win. I really liked it. Yeah, maybe that's. Đang nói đến vô địch thế giới 9 bi, anh em nhầm hết sang vô địch thế giới 10 bi rồi. Everything revolves around soccer, football. Yeah. Rồi chắc là mình phải cầm mấy mình chặn cái bạn khán giả admin này thôi. So that's stuff we have to compete against. So we're just kind of little lights. Nào, con bị cái như thế nào đây? Vâng, con bị cái rất ngoan các bạn ạ. Quá hay. Một cái tình huống kìa, các bạn nhìn không? Cứ phải gọi là. Vâng, rất khéo léo qua được khe 5-10. Rồi chạy xuống và nhìn được mặt con bị số 3 nữa. Hay, đẳng cấp đấy ạ. The mayor of my city attending the final. He watched the entire final, and I think I can say that he turned into a pool fan, and we agreed to continue to support the tournament for the next 3 years. So we just need to expose them to the game, and it helped that one of your players made it to the last 32. Yeah, the Shazi went to the last 32. Tầm này phá luân phiên mà người anh em nào còn tin được là Juan Chua sẽ vô địch thì cũng là lạc quan đấy ạ.
Thực sự là Cố Minh Trung đánh kinh quá anh em ạ. Những cái giải đấu mà không tính thời gian này nó rất là hợp với anh ý. Bởi vì anh ý đã quen với cái nhịp đánh chậm như vậy rồi. Y hệt như người anh trai của mình. Rồi bây giờ là 7-4 nha anh em nhé. Khoảng cách là 3 ván. Đúng rồi, bạn khán giả nào mà nhận xét rằng là cô Vinh Trung cái khả năng sút tê bị hạn chế thì cũng là đúng đấy. Calobiado đánh ngọn V anh em nhé. Cái gì đây? Rồi, như vậy có vẻ là muốn cân con bi số 3 và lỗ giữa nơi mà có con bi số 6 đang nằm ở trong đó rồi. Đã chỉ lỗ. Ui giời ơi, chính xác quá. Vâng, bây giờ thì các bạn đã hiểu tại sao người ta lại nghĩ lâu chưa? Bởi vì người ta tính toán cho những cái sự kiện tiếp theo. Người ta đã tính toán trước rồi. Ở những cái tình huống bi tiếp theo người ta đã đưa ra được cái phương án rồi. Tất nhiên là cái tình huống con bi số 3 vừa rồi thì Cố Minh Trung sửa khá là dẻo. Nhưng mà cũng phải công nhận là chúng ta phải hiểu rằng là tại sao người ta lại tính toán lâu đến như vậy. Rất hay. Bây giờ thì ván bàn nó mở ra và tỷ số tôi nghĩ là đến nói là 90% thì nó hơi ít đấy ạ. Phải tầm 98-99% sẽ là 8-5. Hey, where have you been? I wanted to let you guys have some fun. À, vẫn sẽ là qua 90 chứ. Chắc chắn rồi, vẫn phải qua mặt con 90, qua khe 90 đấy. Ok luôn. Có con đường không nhỉ? Mình nghĩ là còn đấy anh em ạ. Vâng, đi nhanh thế này cơ mà. Đi nhanh thế này thì làm gì có chuyện mà không còn. Vâng, ban tổ chức thì đang cho chúng ta một cái góc quay kìa. Lại lắc đầu nhỉ? Sao lại lắc đầu nhỉ anh em nhỉ? Như vậy là một tình huống điều con bi số 5 y hệt Juan Chua điều con bi số 4 anh em ơi. Lại phải nhảy rồi. Just a straight in shot, right? Gì đây? 6-8 or 9-5. Oh, như vậy là con này nó chỉ bị mát má một tí thôi. Và Cố Minh Trung quyết định là lấy cây gậy phá của mình ra. Như vậy là cái má con bi này nó chỉ mát một tí thôi anh em ơi. Đúng rồi, mấy anh em nhà cô cầu tay rất là đẹp. Bởi vì người Cố Minh Trung to hơn Cố Minh Trung. Cho nên là anh em thông thường là nhìn dáng của Kopinji sẽ thấy ưng hơn. Bởi vì người Kopinji cũng mập mạp hơn, đầy đặn hơn. Còn dáng của Kopinji nó phải gọi là một cái gì ấy tiêu chuẩn rồi các bạn ạ. Nó quá đẹp. Mình thực sự rất là mê cái bộ của Kopinji. Vâng, như vậy là hai anh em y như nhau luôn ạ. Hai anh em Joan Chua với cả Cố Minh Trung đánh những con bi y như nhau. Rồi, như vậy là ai vừa rồi và chúc mừng Cố Minh Trung sớm thì cũng như tôi rồi, nhầm rồi. Joan Chua chúng ta vẫn còn cơ hội. Ok. Very good shot. Wow. Vâng, đã xin lau bi rồi. Có vẻ là cái cú nhảy bi của Cố Minh Trung thì để lại cho một cái vết gì đấy ở trên con bi cái nó hơi là bẩn. Vâng, một cú kéo và có lẽ là ăn 10 vào lỗ giữa bên tay trái. Chính xác rồi. Rất tốt. Say a centimeter more, and he would have been just straight in.
Bi này bằng nhựa nha anh em nhá. Chất liệu, tên chất liệu của nó là phenolic resin. But it's his break, so he can put a lot of pressure on Yuan Chua now. And slow down. Just like that. Ui giời ơi, ok luôn. Tình huống rồi các bạn ơi. Cú bi chung để chết cái ở ván thi đấu số 15. Và cùng chờ xem là Juan Chua có kéo được cái tỷ số trận này lên thành 7-8 hay không. Ván sau thì Juan Chua có quyền phá bi. Vâng, hy vọng là Juan Chua không phạm cái sai lầm gì cả. Đứng ở góc độ của những cái người fan trung lập như tôi thì có lẽ là thích một cái trận đấu hiu hiu. Một trận đấu chung kết nó phải đến tận ván chung kết. Chắc chắn là như vậy rồi. Có một bạn khán giả hỏi rằng là bi bẩn thì ảnh hưởng gì? Thì bi bẩn nó ảnh hưởng đến cái việc và sửa các bạn đánh vào con bi này, xong rồi con bi nó bị bẩn quá, nó lăn, cái chỗ bẩn nó lăn xuống mặt bàn và nó bị nảy lên chẳng hạn, thì là cái đường con bi nó khác đi một tí rồi. Johan has won his first official WPA World Championship title last year when they won the World Team Championship in Austria. Ok. He was one of the members. Còn để 9 ra 10 à? 9 ra 10 thì nhiều cách lắm anh em ạ. Còn 8 này là sẽ là điều làm nào điều con bi cái ở giữa bàn rồi. Còn tùy má thôi. Mình nghĩ là cúp 3 băng để ra con bi một số 10. 1, 2, 3 băng. Đúng rồi. Để xem nào, con này không biết là Juan Chua định kéo một băng, kéo hai băng ra hay là định cúp ba băng đây. Mình thì mình thích cái đường cúp hơn. Vâng, như vậy vẫn là kéo hai băng. Yep, very good speed. It's gonna take it to 7-8 and his own break the next rack. So maybe as predicted, we might go all the way here. You've been pretty good with predicting. Không phải nói nhiều nữa. Rồi, đánh ra má này cũng được. Nhưng mà mình thấy nó hơi hơi sao sao ấy. Not much to improve on. Vâng ạ, chắc chắn là con này có vấn đề với chắc chắn là con này có vấn đề một chút rồi, không phải tự nhiên mà Juan Chua đánh chậm lại như này hay với cả việc phải ra lau gậy như thế kia. Yeah, don't try to play better than you have to. Rồi, hết hình chưa? Bây giờ thì đã hết hình được chưa? 8 đều nha anh em nhá. Rồi, như vậy có lẽ sẽ một cú rút về của Juan Chua. Bởi vì Juan Chua vừa chỉ gậy vào cái chấm một cạnh lỗ giữa kia. Sẽ là một cú rút về chứ không phải một cú đánh cúp hai bằng. But in the end, there's not a huge difference because the nine ball is hanging right in front of the corner. Hồi 2019 có giải 10 bi thế giới khi mà Kopi Chung đăng quang ấy ạ, thì năm đấy là Joseph Fuller gặp loại Kopinji ở tứ kết hay là bán kết ấy. Xong rồi thế là người em Kopi Chung vào đến chung kết thì loại được Fuller. Rồi ra con 10 thế này là ngon lắm rồi, chơi đi.
Có thể là khi mà Cô Pin Chung gặp Cô Pin Ji thì Cô Pin Chung đánh sẽ tốt, đánh sẽ thường thắng hơn chẳng hạn. Đó thì đó là lý do vì sao Ji Cô Pin Ji khen. Rồi có những bạn thì bình luận rằng là bán lâu một chút để đến thẳng trận Man City Arsenal luôn. Nhưng mà bởi vì đấy là các bạn không nghĩ đến tôi gì cả. Tôi bây giờ tôi ngồi tôi chăm trả lời comment của các anh em như thế này. Mà bây giờ cứ ngồi thêm tầm khoảng 45 phút nữa là cũng căng phết đấy anh em ạ. Bởi vì tôi bình luận đến ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi, chả bỏ ngày nào. Same shot again. Khả năng là 98 rồi anh em ạ. Khó xảy lắm. Bây giờ đánh một bằng bị cái ra giữa bàn ăn con bị 7. Xong 8 ở cửa lỗ rồi. Hết. There's a little boy sitting in the audience. Ồ, oh, bạn khán giả Big Love này là ai nhỉ? Vâng, cái việc dùng găng tay thì nó tùy các cơ thủ thôi bạn ạ. Có những người người ta không bị ra mối tay chẳng hạn. Rồi, mấy anh em ở trên kênh chat, trên YouTube là hơi lạc đề rồi. He wants to make sure that he gets all the racks he's supposed to get, and that's one of them. Yeah, you don't want to end up with the wrong angle on the nine to make the. Rồi, con này thì ủn lên thôi. So once you get a little closer to the nine, and ideally with a slight angle, takes him towards the ten. You definitely don't. Mình dự đoán là Man City sẽ thắng 3-1 đây anh em nhé. Hơi ngoài lề một tí. Training, you wouldn't even hesitate, you would just go play position, you don't really care how you land on the nine. I think he does have an angle to the wrong side. Giải này giải nhất được 30.000 đô thôi anh em nhé. Mấy trăm thì nó đã đổi ra tiền Việt rồi. Khoảng 700 triệu tiền Việt Nam. That's exactly what I was, what I would have been afraid of. Rồi, bây giờ con này thế nào đây? Vâng, như vậy sẽ đẩy cu lê một băng. Có thể là hai băng luôn. Rồi, anh em nhìn kìa, cái áp phê kìa. Cái áp phê rất mượt của Cô Pi Chung. Và Cô Pi Chung là người đầu tiên lên được điểm hưu của trận đấu này. 98. Không phải nói nhiều. Hãng bàn này là hãng bàn Wiraka nha anh em nhé. Cô Pi Chung chỉ có cách chiến thắng một trận thi đấu nữa mà, một ván thi đấu nữa mà thôi. Không biết là người anh em nào còn biết là mình trước ở ngày trước có mấy anh em nhầm sang Yukulin nhưng mà không phải đâu nha anh em nhé. Trang Dung Lin mới là vua đánh độ của Đài Loan. Nói về Trang Dung Lin à, Trang Dung Lin thì là người thứ hai mình thấy có một cái bộ rất là chuẩn chỉnh, mẫu mực luôn đây anh em ạ. Cô Bin Ji thì nhìn nó, bởi vì cái ngoại hình của Cô Pin Ji khá là đẹp, mặt của Cô Pin Ji ok, đẹp dai. Có thể là anh em, nhiều anh em sẽ để ý hơn, nhưng mà với Trang Dung Lin thì ok, hay. Một con bi A, con bi số 1 rất hay. Nhưng anh em cũng phải để ý thêm đến Trang Dung Lin, một cái người có cái độ đánh cực kỳ ổn định. Thực sự là như vậy. Cũng là bao nhiêu năm trời rồi ạ. Trang Dung Lin cũng là một cơ thủ kiểu như vậy, bao nhiêu năm trời rồi. Từ cái hồi mà những cái giải đánh đôi Cô Pin Ji hồi đấy còn để cái tóc mái chéo vắt chéo hẳn qua đầu luôn. Behind
just needs enough draw on the cue ball. Ôi, the rail. Các bạn khán giả còn biết là mình học cấp 2 Lê Quý Đôn nữa. Vâng, như vậy là đã có bi cái chạm băng nha các bạn nhé. Con bi 2 sẽ lưng chừng ở giữa bàn như thế này, nhưng cũng là phơi rồi. Chết rồi, có một bạn khán giả nào đấy mà bạn ấy biết mình từ cấp 2 Lê Quý Đôn đến cấp 3 Trường Yên Hòa luôn. Bởi vì cái khoảng cách giữa con cái và con bi 2 vừa rồi nó bị ngắn quá, thế cho nên là mình cảm tưởng là Doan Chua không tự tin trong cái tình huống là đưa con bi số 2 vào lỗ. Mình cảm nhận là như vậy thôi. Có lẽ là khi mà chúng ta ở trên cái bàn thi đấu này, chúng ta mới biết rõ được cái tình huống đấy như thế nào nhất. Mình vẫn đang tiếp tục đọc comment của anh em. Ok, như vậy là đưa có bị số 2 vào lỗ rồi. Cái này thì chắc là đi rồi các bạn ạ. Hay da, khó lắm. Khó lỗi lắm. Ôi, cô Pichu vừa lắc đầu ở con bị số 6. Không biết là như thế nào đây. Có những cái cú lắc đầu mà mình cảm thấy không tin cho lắm. Ví dụ như Joshua Fuller lắc đầu chẳng hạn. Bắn ra đẹp vẫn lắc đầu. Looks pretty standard. And then how is he going to get to the 6? Cô bạn khán giả hỏi rằng là đăng ký giải như thế này có mất phí không? Câu trả lời là có anh em nhé. Anh em cứ nghĩ tiền như lá tre ấy, anh em phải đóng phí. Như ví dụ như cái giải này thì phí nó khá là rẻ, nó khoảng $200. Ví dụ như cái giải US Open thì nó sẽ là $475 tiền phí. Perfect on the 4. Oh, I see what he might even try to 3 rails. Yeah. Inside English. Yep. And then hidden hope pretty much. You don't want to end up behind the 9 ball. If there's anybody I would want to hit the shot for me, it would probably him. So yeah, he's been very good with those shots. All match. He's starting to feel it, you know, so close winning the tournament. Just want to get it over with. Ok, như vậy có một bạn khán giả nào đấy còn biết cả mình là trong mình học đại học nào luôn. Ok, cảm ơn anh em nhé. Hình như mình nhớ là mình đã ẩn hết những cái thông tin đó ở trên trang cá nhân của mình rồi. Tuy nhiên thì anh em vẫn tìm ra bằng cách nào đấy. Rồi, con này thì cúp chưa? Con này liệu cúp có ra được 6 không nhỉ? Để mà con này nói về câu chuyện là kéo 2 đến 3 băng thì hơi khó. That's a huge ball right there. Chắc là cúp rồi anh em ạ. Rồi, bây giờ xem cô Pichung đặt cái đầu gậy vào như thế nào. Ui, một cú cúp không thành công nhưng mà đỏ kinh khủng luôn các bạn ạ. Quá là đỏ cho cô Pichung luôn. Trời ơi. Uầy, tôi không tin được luôn đấy ạ. Tôi không tin là Kovichung có thể đánh trượt cái con bi số 5 vừa rồi. Ui, anh em nhìn có ảo không? Thế mà không chết kìa. Vào hơi mỏng. Ui giời. Bây giờ thì sao? Vâng, bây giờ thì chạy đạn thôi chứ còn gì nữa. Vâng, cú chạy đạn. Ok, sinh viên rồi. Thế này cũng là ngon lắm rồi anh em ạ. Thế thôi. Cái tầm này nó chỉ được thế thôi. Cái cú vừa rồi cô bị trùng bắt lắc lỗ là hơi ảo đấy. Có một vị khán giả nhận xét mình thấy rất là đúng. Ăn hẳn vào đến mom lỗ rồi mà còn lắc ra được. Yeah.
good speed. Perfect. Cue ball is perfect speed. Yeah. Ủa, sao? Ok. Ui dồi, trông cái cú chạy đạn kìa. Vâng, Duan Chua đã phải gõ gậy ở bàn để dành lời khen cho cái cú chạy đạn vừa rồi của Trung. Whatever he does, he will have to avoid hitting any of those balls. It's nice to see for us to see a bit of drama at the end. But I have a feeling. I have the feeling that he will just make the jump bank, run the cue ball in the nine, and might force Cole to break again. Which he did call the bank. So what are the things that can happen here? If he hits it. Rồi, trong lúc chờ Doan Chua nhảy con bi này thì các bạn khán giả hỏi rằng là có cộng đồng ở Hà Nội cho anh em bia giao lưu với nhau không? Trước giờ toàn chơi theo nhóm riêng thì mình nghĩ là bạn nên chơi theo nhóm riêng đi. Bởi vì cộng đồng nhiều khi gặp những cái người người ta không tử tế, bỡm có thấy nhiều. Ơ? Như nào nhỉ? Rồi, vậy là tôi thấy Kopi Chung là vào sân rồi. Duan Chua ở bên ngoài thì cũng đã cười rất tươi. Rồi, con này xong, con này chắc là ly biệt rồi các anh em ạ. Nhưng mà 6 vẫn khó nha. Nhưng mà bây giờ với cái việc mà Duan Chua ủn con 9 vào thì cái tình huống ghép 6-9 nó đã dễ hơn rồi. I don't think there's a decision to make right now for Cole. He's 100% sure he will take that ball. If the cue ball was just maybe two turns further out, it would be a much easier shot. Yeah, but it's just close to the rail where he has to elevate a bit more. Unless. Sắp tới có giải anh em nhé. Anh em chú ý theo dõi cái fanpage này giúp mình. Thì fanpage trên Facebook của chúng mình cũng cùng tên với kênh YouTube này luôn. Thì anh em tìm giúp mình nhé. Thì có những cái thông tin gì về BIA thì mình sẽ up lên trên đó và anh em theo dõi cùng mình. Khả năng cao là đi rồi anh em ạ. Nhưng mà con này ghép con này vẫn hơi xa. Bây giờ Kobe Chung có lẽ là muốn bị cái đi một băng ngắn, xong thêm một băng ngắn nữa. Có đúng không? Hay là chỉ đơn giản là một cú bắn vừa lực thôi? Ta phải xem thế nào. Vâng, như vậy là một cú đánh. Ui dồi ôi, hay quá các bạn ơi. Hay, con đấy khó đấy ạ. Con đấy nó phải đảm bảo được hai yếu tố. Thứ nhất là con cái nó đủ lực để quay về. Và thứ hai là ghép được chính xác con bị số 9. Hay đấy ạ, con đấy ghép hay lắm đấy các bạn ạ. Trông thế thôi. He is straight in, so he's just gonna kind of replace the seven with the cue ball, stop it or stun it forward slightly. I think it's pretty much perfect if he's around the area of the seven. We don't want to be too close to the ten and cái trò này anh em phải chỉ đúng lỗ và chỉ đúng bi nha anh em nhé. Adrenaline starts pumping. Rồi. Thôi anh em ơi, xong rồi. Miễn rồi anh em nhá, chắc là khả năng cao là miễn rồi. Gọi ấy thôi, nhờ tổng thống cho in cho cái hóa đơn. Tầm này thôi, nhờ tổng thống maneuver in cho cái hóa đơn tiền bàn. Hết bao nhiêu thì trừ vào tiền giải. Ôi, tầm này mà anh em bảo 8 bắn 8 lắc lỗ thì tôi nghĩ là không có đâu. Rồi, tôi xin chúc mừng cô Pinh Trung. Đã là nhà vô địch giải 10 bi Maneuver mở rộng 2023. Xin chúc mừng anh, một chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Quá hay. Và xin chúc mừng Doan Chua đã giành vị trí Á quân. Chúc mừng cơ thủ lớn thiện của chúng ta nữa. 2023 Maldives giành được giải ba.
Phải nói là qua cái giải đấu này thì các cầu thủ Việt Nam học được rất nhiều điều. Tôi tin chắc là như vậy. Và không thể không cảm ơn các quý vị khán giả đã cùng đồng hành với tôi trong 5 ngày vừa rồi. Cảm ơn tình cảm của tất cả anh em. Cảm ơn những comment của anh em.